Thưa quý vị, trong những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương như xây dựng nông thôn mới, khám chữa bệnh giúp bà con, trao tặng phương tiện sinh kế, xây dựng mái ấm cho người nghèo, tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, v.v. Người chiến sĩ quân hàm xanh thực sự là hình ảnh gần gũi, thân thương, là điểm tựa tin cậy của bà con nhân dân khu vực biên giới biển của thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 2022. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại khi các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hải Vân thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang tham gia cứu giúp bà con nhân dân ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu trong trận mưa lịch sử vào hồi tháng 10 vừa qua. Trong những đợt mưa bão áp thấp nhiệt đới kéo dài như thế này, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố luôn có mặt kịp thời để giúp bà con nhân dân cứu kéo, neo đậu tàu thuyền và khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Nước nó đang ngang cổ, nó gần lên. Em đang dời đồ tivi, thì đổ lên đi gác, thì mấy chú kêu để mấy chú cộng. Cộng là má em đó, thì ra ra cái chỗ của cái chỗ nghi hiểm. Trên lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, Bộ đội Biên phòng thành phố đã có những hoạt động tích cực liên tục tấn công tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, đã phát hiện, bắt giữ và phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh xử lý nhiều vụ việc, thu nộp vào ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng thành phố còn phát huy tốt mạng thông tin liên lạc biển, qua đó tham gia xử lý hàng trăm vụ tông va, tranh chấp ngư trường, cứu hộ cứu nạn và trộm cắp ngư lưới cụ trên biển. Chúng tôi đã thường trực lực lượng, phương tiện để sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, nhất là tình huống cứu hộ cứu nạn. Hiện nay tàu thuyền của biên phòng đã chuẩn bị chú đáo mọi mặt thực hiện nhiệm vụ. Các mô hình mang tính nhân văn như khu dân cư văn hóa biển, tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn, cảng cá văn hóa, chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng, phân công đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ khu dân cư các phường ven biển đã góp phần xây dựng các phong trào và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững niềm tin và chỗ dựa vững chắc để ngư dân ta yên tâm bám biển, gắn chặt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố Đà Nẵng.